Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món bánh bò nướng theo yêu cầu của các bạn. Và để tiện cho việc theo dõi các video thì mời các bạn đăng ký kênh nha. Thì mình dùng đây là 200g bột gạo. Bột gạo này á, mình dùng cái loại bột gạo bánh bò dạng hạt vậy nè. Thì nó sẽ có nhiều rễ tre hơn. Và không mua được các bạn cũng có thể dùng cái loại bột gạo tẻ, loại mịn vậy cũng được luôn. Mình dùng thêm 20g bột năng hay là bột mì tinh á. Đây là men nở nè, men khô thì mình dùng 2 muỗng cà phê lưng lưng thôi, khoảng 4g. Chút xíu muối. 180ml nước ấm, nước hơi ấm ấm. Rồi trước hết thì mình cho hết một chén dung bột gạo vô trong cái thau nè, 200g á. Rồi mình sẽ lượng cái phần bột năng. 1 muỗng dung 20g bột mì tinh. Các bạn lượng cái muỗng cà phê, muỗng canh dung á, khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ lượng cái men mình cho vô nè. Dùng cái muỗng cà phê nhỏ xíu á, mình sẽ lượng 2 muỗng gạt ngang, là mỗi 1 muỗng 2g, 2 muỗng là 4g ha. Các bạn đừng có lượng nhiều quá là nó hút nha. Rồi mình trộn đều cho men bột nó trộn lẫn với nhau. Rồi mình sẽ dùng cái nước ấm nóng này nè, các bạn cho vô từ từ và nước chỉ hơi ấm ấm thôi nha, đừng có cho nóng quá nó chết men. Rồi mình cho vô hết 180ml luôn. Nếu lường bằng cái chén thì các bạn lường không có tới một chén nha, khoảng chừng 7 phần chén thôi. Rồi mình sẽ nhồi bột. Bột của mình nó sẽ có cái dạng hơi sền sệt, lỏng lỏng, đừng có quá đặc thì nó cũng khó nở. Mình sẽ nhồi và mình bóp cái bột này cho thật là kỹ. Cái khâu này để quyết định cái bánh của mình nó có nhiều rễ tre hay không. Mình nhồi khoảng 10 phút luôn để cho cái bánh nó có nhiều rễ tre và nó xốp. Sau khi nhồi 10 phút thì bây giờ á, cái bột của mình nó có nhiều bong bóng nó nổi lên vậy nè, là cái bột nó được. Các bạn cũng không cần canh giờ, miễn sao là mình thấy nó nổi nhiều bong bóng lên á, là bột nó nở. Bây giờ mình sẽ đậy lại. Các bạn sẽ để bột ở đây, mình ủ khoảng 20 phút. Ủ lần 1 trước. Trong thời gian đó thì mình chuẩn bị nước cốt dừa, 150ml nước cốt dừa, khoảng chừng hơn nửa chén cơm. Hai cái loại đường này là 150g, gồm đường cát và đường thốt nốt. Các bạn cũng có thể dùng một loại thôi cũng được nữa. Chặt cái phần đường thốt nốt ra cho nó nhỏ nhỏ để mình nấu cho nó nhanh tan. Đường thốt nốt sẽ giúp cho cái bánh nó có màu đẹp và nó có cái hương thơm. Rồi mình cho hết vô trong cái chảo nè. Mình cho thêm đường cát vô. Đường cát sẽ giúp cái bánh nó ngọt ngon và nó có cái màu trắng trắng á. Rồi mình bắt lên bếp nấu. Nếu các bạn dùng đường thốt nốt hoàn toàn thì cái bánh ra nó sẽ có cái màu hơi đậm hơn. Và nếu đường cát không thì nó hơi trắng nha. Mình nấu lửa nhỏ từ từ và mình khuấy cho nó tan. Khi cái hỗn hợp đường nó bắt đầu sôi vậy nè, tắt bếp là được rồi. Đây cái thao bột của mình nè các bạn, được 20 phút. Thì bây giờ các bạn thấy nè, bong bóng nó nổi lên nhiều hơn hồi nãy. Và cái nước đường của mình á, các bạn nấu xong á, rồi cái mình chưa còn hơi ấm ấm mình cho vô, đừng có cho nóng quá. Đây bột bắt đầu nó xốp lên rồi nè, nó nở nhiều hơn hồi nãy rồi đó. Nó hơi xốp xốp rồi. Bây giờ mình cho hết cái phần nước đường, nước cốt dừa vô luôn. Các bạn sờ tay vô ha, mình thấy nó hơi ấm tay là được. Nếu mà nóng quá thì nó chết men, nó không nở. Rồi bây giờ dùng tay mình sẽ nhồi bột. Tay phải rửa cho sạch. Mình dùng tay mình nhồi á, để cho cái hơi ấm trong tay nó làm cho bột của mình nó nhanh nổi. Nhồi bóp cho nó kỹ. Đây mình nhồi xong hết rồi nè, bột nó tan rồi nè, bây giờ mình ủ tiếp lần 2
Và lần 2 này các bạn sẽ ủ kỹ hơn, thì mình ủ từ 40 cho đến 1 tiếng đồng hồ. Bột sau khi mà mình ủ được 40 phút, tại tùy theo nhiệt độ nữa, các bạn thấy mà nó nổi sủi bọt lên vậy là được nè. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều bột lại. Bột nó nổi lên là nó dậy bột. Thoa một lớp dầu ăn vô trong cái chảo. Các bạn không cần thoa nhiều, mình chỉ thoa sơ qua thôi. Cho bột vô. Và làm nóng chảo trước thì mình hãy cho bột vô. Đây cái bột của mình á, nó có những cái bong bóng á, nó sủi sủi lên nè. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình để đây mình nướng. Và nướng với cái lửa nhỏ nhất. Các bạn chỉnh sao cho nó nhỏ nhất ha. Và mình sẽ nướng khoảng chừng 15 cho đến 20 phút. Trong lúc nướng thì nhớ xoay chảo. Thì tại vì cái bếp ga nó cháy chỉ có chính giữa đó, các bạn nhớ xoay. Xoay rồi mình coi, nếu như mình thấy cái viền nó vàng á thì mình canh chừng ha. Đó, nó vàng lên vậy là ngon rồi nè. Rồi cái bánh rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ trở về bánh. Các bạn nhớ canh, không thôi là nó bị cháy khét. Mình lật cái mặt dưới rồi mình nướng tiếp một cái mặt ở trên nữa. Mặt ở trên này thì các bạn để lửa hơi lớn chút, mình nướng 5 phút. Sau 5 phút thì mình kiểm tra. Wow, cái bánh nó vàng ngon nè. Đó, ngon chưa? Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Đây, cái mặt bánh nó có cái độ vàng và nó có cái chất nhựa nhựa luôn. Cái phần nước cốt dừa của mình á, nó có cái độ béo á, nó lên được cái màu đẹp. Và cái đường thốt nốt nó cũng làm cho cái màu bánh của mình đẹp nữa. Bánh nó có cái độ vàng dừa luôn. Chỉ cần nướng bằng chảo thôi, không cần lò nướng. Bây giờ bánh nó hơi nguội tí xíu thì mình sẽ cắt bánh ra. Bánh nó có cái độ dai dai. Đây, bên trong rất là nhiều ghế tre nè các bạn. Ghế tre từ trên xuống dưới luôn. Và bánh, cái bột bánh rất là trong. Hai mặt thì vàng đều. Cái bánh mà các bạn muốn có nhiều ghế tre là cái khâu nãy mình nhồi bột á. Mình nhồi phải nhiều. Đây, cái bánh này các bạn ghế tre đặt cứng luôn. Và cái xung quanh bánh á, thì nó mềm nha, nó không bị cứng, không hề bị khô. Bánh rất là mềm và có độ dai. Rồi xin mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh bò nướng. Bánh rất là ngon, ngọt, thơm, béo nước cốt dừa, có cái độ dai. Và thơm cái mùi đường thốt nốt nữa. Xung quanh bánh thì mềm, không bị cứng nha. Rất là ngon luôn. Và chúc các bạn có cái món bánh bò nướng ăn thật là ngon và đơn giản chỉ với cái chảo chống dính. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ video nữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.